Sau đây, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Hồi ngộ mừng xuân của Hội Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ, được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon vào ngày 7 tháng 4, 2019, tại thành phố Fortress, Virginia, do Bích Phượng và Đậu Thành Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính chào quý vị, Hội ngộ mừng xuân 2019 do Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ đã được tổ chức vào buổi trưa ngày Chủ nhật 7 tháng 4 tại thành phố Fortress, Virginia. Theo thông lệ hàng năm vào ngày 1 tháng Giêng, để chào mừng năm mới dương lịch, Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ đều có một buổi tiệc họp mặt đầu năm. Nhưng năm nay, hội quyết định đổi thành Hội ngộ mừng xuân để tránh khí hậu lạnh lẽo của mùa đông và để được nhiều người tham dự. Hội ngộ mùa xuân hoa đào 2019 đã được tổ chức vào trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 4. Rất là may mắn, đúng vào tuần lễ mùa hoa đào nở rực tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Vì thế, vào lúc 12 giờ trưa tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia, có hơn 250 quý thân hữu hội đoàn, gia đình hội viên của Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh đã đến tham dự trong bầu không khí thật vui nhộn và ấm cúng. Có rất nhiều người ở tiểu bang xa đã về, đã gặp lại được thầy xưa bạn cũ, chia sẻ những vui buồn trong năm, những kinh nghiệm sống để thắt chặt tình thầy trò, tình đồng môn. Ông Lê Hữu Em có dịp cảm ơn những quan khách thân hữu Mạnh Thường Quân, những người đã giúp đỡ hội về mọi phương diện, để hội có cơ hội hoàn tất nhiều công tác. Và cũng chân thành cảm ơn các sự hỗ trợ đóng góp cho chương trình xổ số và văn nghệ vui tươi. Năm nay là năm thứ 25, chúng tôi có buổi tân niên hội ngộ. Nhưng mà tân niên năm nay thành ra là mùa xuân hội ngộ, bởi vì mùa xuân năm nay có hoa anh đào, có những bông hoa trở lộ, và mùa xuân là mùa đẹp nhất của Washington DC hôm nay. Có rất nhiều cựu sinh viên của miền Đông từ các tiểu bang New Jersey, New York, North Carolina về đây tham dự chung vui với anh em chúng tôi. Thì chương trình của Hội Quốc gia Hành chánh từ đầu năm nay thì chúng tôi có cái ngày khai thế miễn phí, thì đó là ngày tháng 2 và rất thành công. Chúng tôi có chương trình yểm trợ sách cho thư viện Thomas Jefferson. Và vào tháng 9 này thì có cái đại hội hội ngộ liên khóa 5 trên toàn thế giới của các cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh về đây. Và chúng tôi có một cái chương trình dài 3 ngày từ du ngoạn DC ngày 29, và tiệc tại Mayot và tiệc tại Harvest Moon, cùng đi du lịch tại Niagara Falls và New York City cùng thành phố Philadelphia. Thì chúng tôi hôm nay cũng đang ghi danh để nhận những người nào muốn tham gia vào cái chương trình của tháng 9. Đặc biệt năm nay, có sự hiện diện của mục sư tác giả Nguyễn Liên Lực. Ông đã ra mắt sách giới thiệu tự truyện Chút thân phận trên dòng chiến. Cuốn sách này là nó được viết ở dưới cái dạng thức là một cái tự truyện. Tự truyện thì nó viết về đời của chính mình. Tôi là một người lính biệt kích. Rồi trong khi mà đi chiến đấu ở trên rừng núi Trường Sơn, tôi đã cố gắng phấn đấu để cuối cùng tôi được trở về trường Quốc gia Hành chánh. Thì tôi được tuyển vào để học cao học ngoại giao ở trường Quốc gia Hành chánh, tức là được huấn luyện để trở thành một nhà ngoại giao đại diện cho quốc gia ở tại các nơi, các quốc gia trên thế giới. Hôm nay nhân dịp hội xuân của Hội Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ, chúng tôi có lời kính chúc tất cả cựu sinh viên trên Quốc gia Hành chánh trên khắp thế giới một năm mới đầy sự bình an của Chúa ban cho. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội ngộ mừng xuân do cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố Fortress, Virginia. Bích Phượng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Cáo phó, gia đình chúng tôi trong niềm thương tiếc vô biên, xin kính cáo cùng thân bằng quyến thuộc. Ông Châu Pô, pháp danh Nguyên Châu, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1954 tại Việt Nam,
từ trần ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Brooke, Virginia, Hoa Kỳ, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng dương 65 tuổi. Linh cữu được quàng tại Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia 22032, điện thoại số 703-425-9702. Chương trình tang lễ. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư 17 tháng 4 2019 tại Fairfax Memorial Funeral Home, từ 3 giờ đến 8 giờ tối, thăm viếng. Ngày thứ Năm 18 tháng 4 2019, 11 giờ trưa, lễ di quan và an táng. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Ông Châu Pò là cậu ruột của Tường Vi, cộng tác viên của VATV và SBTN-DC. Toàn thể ban biên tập và cộng tác viên của VATV và SBTN xin thành thật chia buồn cùng Tường Vi và tang quyến, cầu nguyện cho linh hồn ông Châu Pò sớm được thanh nhàn nơi cõi Phật. Thành kính phân ưu,